Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Phương Anh sẽ giới thiệu mọi người một cái dòng xe tay ga cao cấp nhất của Honda và đang được bán rất chạy tại cửa hàng xe máy Thành Tâm luôn nha. Nói tới đây mọi người đã đoán được đó là dòng xe nào chưa ạ? Đây, bên cạnh của Phương Anh đó là chiếc SH125C Bus nha. Chiếc này thì mẫu mã đời 2020 nè, nhưng mà chủ cũ mua sớm á, nên nó được đăng ký là đời 2019 nha. Bây giờ Phương Anh sẽ mời mọi người đi một vòng con xe này cùng với Phương Anh. Xe thì tổng thể nó là một màu đỏ đen nha, nhìn rất là nổi bật luôn. Những chi tiết dàn ở xe cũng rất là mới. Đặc biệt cái xe này thì chủ cũ đã đi cho nó một cái dàn chân màu đen rồi nha. Phục rất là sáng luôn nè, đĩa mới, ốc vẫn còn nước sơn zin của hãng, bánh còn ga gió luôn nha. Mình đi phần bên đây, dàn áo nè, rất là bóng sáng luôn, không bị chảy xước gì hết. Ngay cả cái chỗ để chân là cái chỗ dễ chảy nhất, mà Phương Anh cũng không thấy nó có một vết xước nhỏ nào luôn á mọi người. Oppo nè, ổng ánh luôn ha. Đi lại phía sau này, tay dắt yên, không móc không rách gì hết. Qua phía bên đây, ốp nồi, ốp lọc gió cũng còn rất là mới luôn. Độ mới của con xe này có thể nói là hơn 90-95% luôn nha mọi người. Nãy giờ thì mình đã cùng nhau đi một vòng chiếc này rồi thì em báo ở đô luôn, xém tí được quên. Chiếc này thì mới chạy có 6.643 km thôi nha, chạy rất là ít á. Chiếc này thì đang được bán tại Thành Tâm với giá là 80 triệu thôi nha mọi người. Chỉ với 80 triệu đồng thôi mọi người sẽ sở hữu một con xe xinh đẹp bên cạnh Phương Anh đây. Đặc biệt là chương trình bên Thành Tâm có hỗ trợ trả góp nha, lên đến 30 triệu đồng. Mọi chi tiết mọi người muốn quan tâm hơn thì cứ liên hệ Phương Anh qua số điện thoại phần mô tả. Nhớ gọi 0932 972 456 gặp trực tiếp Phương Anh để hưởng được nhiều ưu đãi nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.